Còn nhớ cách đây chưa lâu, Facebook có tích xanh của Nguyễn Sinh gây chú ý khi chia sẻ lại bài đăng từ năm 2019. Cựu hiệp sĩ đường phố tiết lộ thêm, thầy Vân có tổng cộng 31 người con trong và ngoài nước. Một mớ tại tỉnh Thất thì các anh chị thấy rõ rồi, còn một mớ ở Cần Thơ, An Giang và phiêu bạt một số tỉnh nữa. Đáng nói, có những đứa con của ông Lê Tùng Vân lại là sản phẩm hấp diêm chính cháu ruột của vợ mình khi cô này còn chưa tròn 18 tuổi. Bật mí thêm trong bài đăng, Nguyễn Sinh kể tên một cậu con trai của ông Lê Tùng Vân có tên Lê Thanh Minh Tú. Anh chàng này từng học ở một ngôi trường công nghệ thông tin có tiếng, sau làm cho tập đoàn viễn thông lớn. Chính người này thường dùng tài khoản ảo để chạy bài khen Tỉnh Thất Bồng Lai trên mạng xã hội, tần bốc họ để lừa nhà hảo tâm cũng như các cô gái nhẹ dạ cả tin. Nguyễn Sinh khẳng định, Minh Tú còn phá những nhân chứng mình tìm được trước đây, trong đó có trường hợp cô Tuyết, người từng dạy miễn phí cho đám trẻ tại Thánh Đức Bình Chánh. Cộng đồng mạng vô cùng hoang mang trước bài đăng của Nguyễn Sinh. Nhiều người tin tưởng Facebooker này với lý do bởi trước đó cũng chính anh đã khui ra hàng loạt góc khuất của Tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng thông tin trên rất nhạy cảm, chưa được kiểm chứng nên không thể đăng lên mạng xã hội như vậy. Mới đây, hot Facebooker này lại tiếp tục đăng đàn về vụ án đang rất được quan tâm này. Hôm giờ, nhóm luật sư của nhóm người ở Tỉnh Thất Bồng Lai, Đông Pham cũng kha khá trên YouTube. Họ thường đem các vấn đề xoay quanh vụ án xảy ra tại Tỉnh Thất Bồng Lai để bình luận cổ suý cho nhiều người, nhất là những người u mê thầy ông nội từ trước đến giờ. Nhưng họ quên mất, án tại hồ sơ, án cũng xử tại tòa chứ không phải tại Facebook hay YouTube. Tôi đã nói từ những ngày đầu khi nhóm Tỉnh Thất Bồng Lai mời nhóm luật sư của ông Đặng Đình Mạnh làm người tham gia tố tụng và bào chữa. Cẩn thận coi chừng án nhẹ thành án nặng thành chung thân thành tử hình mà đâu có ai tin. Đến khi tòa tuyên rồi thì mới há mồm bảo thằng Nguyễn Sinh nói đúng. Như giờ mà vẫn cố làm công tác truyền thông kích động bằng cách lôi kéo danh phận người già trên 90 tuổi hay trẻ em vào cuộc chơi này, thì rõ là các anh chị không thượng tôn pháp luật, đang tìm kiếm sự thương hại, chứ đâu tìm kiếm sự khoan hồng. Ví dụ như hôm rồi, nhóm luật sư này có làm một video clip nói lằng nhằng rồi sau đó đưa văn bản khám xét Tỉnh Thất lồng vào clip, rồi bù lu bù loa lên đông fan, đông like, đông comment. Các văn bản đó với vai trò là luật sư tham gia tố tụng, họ được các điều tra viên bút lục hồ sơ, nhưng thay vì ngâm cứu thì lại đăng lên mạng xã hội. Mà ví như họ đăng đúng, đăng hết, thì những người quan tâm sự việc này có thể đánh giá cao họ. Không, đăng thiếu, đăng ém bất thông tin nhạy cảm và bất lợi cho thầy ông nội nha quý vị. Sao không nói về cái hộp gỗ trên đầu giường của ông Lê Tùng Vân, hỏi các luật sư. Có phải hộp gỗ đó chứa 3 hộp thuốc bằng kim loại màu xanh có hình con ngựa, 2 hộp thuốc bằng kim loại màu xanh hình con ngựa, 2 hộp thuốc hiệu Chaben Tensu chưa sử dụng, trong đó 1 hộp thuốc hiệu Chaben Tensu đã sử dụng còn 6 viên, 5 hộp thuốc hiệu Bitfenix chưa sử dụng, 4 vị thuốc có chữ Lasting 120 Minutes chưa sử dụng, 2 vị thuốc Lasting Minutes đã sử dụng, 2 hộp thuốc hiệu Missman chưa sử dụng, 10 hộp thuốc Chaben Tensu đã sử dụng còn 17 viên, 1 hộp thuốc Chaben Tensu đã sử dụng còn 15 viên, 1 hộp thuốc Bungai đã sử dụng còn 1 viên, 1 hộp thuốc Her Viagra đã sử dụng còn 2 viên, 1 lọ thuốc Viagra đã sử dụng. Toàn bộ các loại thuốc tôi vừa kể có phải thuốc cao huyết áp hay thuốc bệnh da không các luật sư, hay thuốc kích dục, tăng cường sinh lý? Nếu không biết thì cứ đi hỏi dược sĩ Phan Xuân Trung ấy, gần đây cũng khóc mướn dữ lắm. Sang hỏi nó xem mấy thuốc trên là thuốc gì, tiện thì mua về dùng chung cũng được. Hôm trước bọn bên vực vào khóc thuê khóc mướn ra vẻ oan ức dữ lắm, cứ gào thét mãi là thầy ông nội không có loạn luân gì cả, tất cả là bị vu oan vu khống. Theo quy luật thì phim hay sẽ thường ở tập cuối, hết sức bình tĩnh. Mới nói đến cái hộp gỗ thôi, còn chưa nói đến mấy cái thư tay hướng dẫn mấy cô bé trong Tỉnh Thất tự nguyện viết giấy mua bán tinh trùng nữa đó ngang. Phim dài tập định làm clip nói rõ trên kênh YouTube cho bà con hóng mà mấy nay bận làm vườn. Trong số tiền 2,7 tỷ chuyển về Tỉnh Thất Bồng Lai trong thời gian gần đây thì chắc không ít người sẽ tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhỉ. Sắp tới các luật sư lại có việc để làm rồi. Bài đăng của Nguyễn Sinh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên cũng như mọi lần, đây đều là những lời nói từ một phía, chưa có bằng chứng cụ thể.